Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Như thường lệ thì hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi series học đánh vần tiếng Anh và quy tắc số 23, từ có chứa N ở đầu. Alright. Trước khi vào video clip thì mọi người đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Ok, bây giờ Thanh muốn bật mí cho mọi người một điều, đó là nếu mọi người biết được cái quy tắc này ấy, thì mọi người sẽ đọc được 1050 từ, một số lượng từ khá là lớn đúng không ạ? Vẫn câu hỏi thường ngày, Thanh sẽ hỏi mọi người how to pronounce these words. Mọi người chú ý cho Thanh, ở đây mình học quy tắc có chứa từ N ở đầu từ, cho nên là khi mọi người đọc những cái từ này thì mọi người chú ý cho Thanh cái âm N phát ra như thế nào nhá. Rồi ok, đầu tiên, cái từ đầu tiên đó là cái từ gì nhỉ? À đúng rồi, từ chạm khắc đúng không ạ? Ok, chạm khắc thì mình sẽ có từ, yes, mình đọc là engrave, engrave, được chưa? Engrave, yes, next one. Number two, cái từ mà mình thấy ở bãi biển mà mình đang, how to say, gọi là enjoy đúng không? Mọi người hay nói là enjoy đúng không? Tức là kiểu tận hưởng đúng không? Mình sẽ đọc là enjoy, enjoy, yes. Yes, the last one, đó là cái từ kiểu là mình rất là tức tối, khó chịu mà làm phát điên lên ấy, thì mình có cái từ, yes, enrage, enrage. Rồi, vậy thì mọi người để ý cho anh nhá, đó là cái từ N đứng ở đầu câu trong tất cả ba từ này, đây là ba từ điển hình, thì mình sẽ được đọc là gì nhỉ? Ok, chính xác, exactly, nó mình sẽ được đọc là in, right, e và nó sẽ phiên âm thành chữ này. Alright, engrave, enjoy and enrage. Ok, rồi. Vậy thì quy tắc ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu luôn nhé. Quy tắc số 23, Rule 23. Ok, từ có chứa N ở đầu câu thì nếu như vậy thì mình sẽ phải có trọng âm. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Được chưa? Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Và N sẽ viết thành IN. Và mình đọc là, khi mình đọc ạ, thì mình sẽ thêm dấu huyền, bởi vì trọng âm là âm tiết thứ hai đúng không? Vậy thì N là cái chữ IN này nó sẽ không được nhấn trọng âm. Vậy thì mình sẽ là in, in, in. Ok, ok, dễ đúng không ạ? Từ có chứa N đầu câu thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai và N sẽ được ghi thành âm, sẽ được phiên âm thành âm in. Right, good job. Rồi, cách đọc âm I này rất là đơn giản thôi ạ. Mình sẽ đọc là giống chữ ngắn hơn chữ I ở trong tiếng Việt đúng không ạ? Lưỡi đưa hướng lên phía trên và đưa ra về phía trước, khoảng cách môi trên môi dưới hẹp. Ok, look at my mouth, nhìn vào cái khẩu miệng, hình miệng của Thanh nhé. Alright, yes. Và mở rộng miệng sang hai bên một xíu, mình đọc là e, e. Đang miệng như này này, e, e, e. Great, ok, next one. Rồi, mình sẽ đi ngay vào cái phần luyện tập ngay bây giờ đây. Rồi, mọi người hãy chú ý cho Thanh những cái từ này thì mình sẽ phải chú ý cái phần trọng âm đúng không? Mình ôn lại quy tắc một xíu. Nếu mà từ có N đứng đầu câu đúng không? À đứng đầu từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai và N mình sẽ đọc là âm in đúng không? Nhưng mà nó không được nhấn trọng âm cho nên mình sẽ đọc thêm dấu huyền nữa. Mình đọc thành âm in. Alright. Rồi bây giờ mình luyện tập cùng với Thanh luôn nhé. Rồi. The first one mình sẽ đọc là gì ạ? À đây đúng rồi. Enhance. Ok. Enhance. Mọi người để ý cho Thanh, hôm trước mình học rồi CE đúng không? Thì mình sẽ đọc vào là âm S, E ở cuối là âm câm đúng không? Mình đọc là enhance. Nếu mà ai chưa xem quy tắc các quy tắc trước thì mọi người sẽ lên kênh YouTube của Ama English và xem lại các quy tắc trước để chúng ta học tiếp những bài sau nó dễ dàng hơn nhé. Mình sẽ đọc là enhance. 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 Ok, next one. In đúng không? Enjoy. Enjoy, enjoy. Ok, khi mà đọc tiếng Anh nhá, hoặc là nói tiếng Anh, mọi người sẽ cố gắng di chuyển cái khẩu hình miệng của mình càng nhiều càng tốt. Như vậy thì cái âm phát ra nó mới rõ ràng và nó hay hơn. Alright, so you say enjoy, enjoy, enjoy. Ok, great, next one. Ok, mọi người đọc với Thanh nhá. Yes, engulf, engulf. L, phép, đúng không ạ? Ending sound là âm L với âm F. Engulf, engulf. Yes, good job. Next one. Enrage, 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 enrage. Job. Enjoy, enjoy. Ok, mọi người để ý chưa? Cái chữ
enjoy này khác với chữ enjoy này nhá. Nó sẽ khác nhau là gì? À, nó thêm cái âm n ở cuối. Cái này mình sẽ đọc là enjoy, enjoy, right? Còn cái này thì là enjoy, enjoy. Ok, phân biệt cho Thanh nhá. Enjoy. Great, next one. Enlist, enlist. Oh, n in sao ạ? Ok, enlist, enlist. Great, next one. Enroll, enroll, enroll. Ok, roll, roll. Chữ L là cong lưỡi lên. Ờ, 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 right. O, ờ, o. Ok, mình tách ra này, âm O này. O, o. Âm L này, ừ. Và mình nối vào. O, o. Và mình nối vào, mình đọc là enroll, enroll. Great, next one. Mình sẽ đọc là encode, 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 encode. Great, okay. Rồi, move from the next one. Mình sẽ chuyển ngay sang cái phần luyện tập thứ hai nhá. Rồi, tương tự mọi người sẽ áp dụng luôn cho Thanh đọc cùng với Thanh nhá. Đọc luôn nhá. Trước khi mà Thanh đọc ra cái từ đó thì Thanh lường hỏi mọi người là ok, từ này đọc như thế nào. Thì mình, mọi người, nếu mọi người cảm nhận người đọc như nào, người phát âm ra trước để mình sau khi mà Thanh chữa thì xem có đúng hay không nhá. Rồi, cái này mình đọc nào nhỉ? Yes. Enclose, enclose, enclose. Next one. Yes. Enslave, enslave, enslave. Mọi người nhớ cái e cuối từ là âm câm nhá. Enslave. Tiếp theo mình đọc là ensure, ensure. À, mọi người lì cho Thanh cái âm này, âm sure dài nhá. Sure, ensure, ensure. Yes, next one. Enshrine, shrine. Nhớ thấy anh SH được phát âm là, được phiên âm là, đúng rồi, cái âm SH luôn luôn được phiên âm là âm sure dài. Alright. Và mình đọc là enshrine, enshrine. Great, next one. Entail. À, mọi người đọc âm này cho anh à. A, A. Sao nối với HL này? L, L. Và mình đọc là entail, entail, entail. Ok, next one. Entice, entice, entice. Yes. Engrave, engrave, engrave. Ok. Engross, engross, engrossed. Ok, good job. Rồi, that's it. Như mọi ngày thì Thanh sẽ dành cho mọi người một cái phần, đó là phần homework, right? Phần homework. Yes, mọi người sẽ có, mọi người sẽ về quay video clip và quay lại cái khẩu hình miệng của mình ấy, và luyện tập trước gương nhiều lần sau đó mới quay nhá, để mình luyện cái khẩu hình miệng của mình. Và cố gắng khi mà mình luyện, mình sẽ di chuyển cái khẩu hình miệng của mình càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi nói tiếng Anh á, thì càng rõ ràng và càng điệu thì nó càng hay. Alright, đấy là cái kinh nghiệm mà Thanh thấy được. Alright, rồi, see you. That's it for today, and I think that this lesson is useful for all of you. Đó là bài học ngày hôm nay, và Thanh hy vọng là bài học ngày hôm nay sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người, phục vụ cho mục đích giao tiếp cũng như là mục đích phát âm chuẩn của mọi người. Alright, rồi. Và trước khi kết thúc video clip thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều video clip hay của Thanh nhé. Sắp tới thì Thanh sẽ có một chuỗi video clip về học các phương pháp học từ vựng cũng như là các chuỗi bài về để mình học từ vựng theo chủ đề. Thế nên là sẽ có bài tập đi kèm cũng như là các cái worksheet để mọi người có thể làm bài tập cùng với Thanh luôn. Và các cái chuỗi video clip đấy Thanh sẽ up trên YouTube của English. Mọi người thấy hay thì mọi người hãy vào cùng học cùng với Thanh. Và thứ hai là mọi người hãy comment phía bên dưới là những cái chủ đề mà mọi người thấy là mọi người hay gặp, được chưa? Tại vì tùy thuộc vào từng ngành nghề thì sẽ có những cái chủ đề, chủ điểm từ vựng khác nhau. Vậy thì mọi người mong muốn Thanh làm chủ điểm từ vựng nào, cách học như thế nào, thì mọi người hãy comment phía bên dưới và Thanh sẽ làm video clip, và chuỗi video clip đấy sẽ được post ở trên kênh YouTube của Am English. Thì các bạn đón chờ nhé. Alright, see you, bye.